Chào các bạn, chào bạn Huy Bình. Thì hôm nay tôi đã hoàn thiện xong con dao đi rừng cho bạn. Về cái chất liệu của con dao này và cái thông số của con dao này tôi sẽ giới thiệu sau ít phút. Và bây giờ ta sẽ chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của con dao này. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái cho đến dao chặt, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng, từ dao lọc thịt heo cho đến dao đánh lông heo. Đấy, về mẫu mã dao thì rất là đẹp. Bạn sở hữu con dao này thì cực kỳ là đẹp, rất mát mắt, nhìn rất là đẹp. Đấy, mẫu mã dao rất đẹp. Bây giờ ta sẽ chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp của con dao này. Ok, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cái thông số và cái chất liệu của con dao này cho các bạn xem. Đây, về cái chiều dài của em nó là 35/5. Về cái bán to của em nó là 5/5. Còn về cái trọng lượng của con dao này thì là cơ sở tôi làm là chính là dùng để chặt cây, chĩa cúi và chặt xương gan, xương gà, xương chân giò heo và xương bò. Về cái cán này, cơ sở tôi làm bằng gỗ hương rất là chắc, không bao giờ vết mục mại. Còn về cái khâu này, cơ sở tôi làm bằng khâu đồng, đấy, không bao giờ vết han gì, cực kỳ là tốt, cực kỳ là chắc chắn. Về cái chui bên đây, cơ sở tôi đóng thấu xong bên đây, đấy, không bao giờ vết long cán, tụt cán. Còn về cái chất liệu con dao này, cơ sở tôi làm bằng nhíp xe ô tô, nhíp của Nga ngày xưa. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái cho đến dao chặt,
từ rau phục vụ nhà bếp cho đến rau đi rừng, từ rau lọc thịt heo cho đến rau đánh lông heo. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết những cái chất lượng cái sản phẩm của cơ sở của tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm một quả chuông để nhận được những thông báo cơ sở của tôi ra những video mới. Đấy, về mẫu mã rau rất chi là đẹp, rất tuyệt vời. Bây giờ tôi sẽ test thử xem cái chất lượng của con dao này như thế nào. Đây, đây là một đoạn chia, đoạn gốc chia rất chi là già. Bây giờ tôi thử test thử xem cái chất lượng của con dao này như thế nào. Đây, tôi chặt vào cái mắt chia đây. Đây, các bạn thấy chưa, về cái chất liệu con dao này cực kỳ là tốt, quá tuyệt vời. Chặt rất chi là ngọt, mà con dao không việc cái gì cả. Đây, tôi chặt hẳn vào giữa cái mắt chia. Đấy, tôi cận cánh lại gần các bạn xem. Đấy, cứng như mắt chìa, ta chặt bùm 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 không việc cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ chặt tiếp, chặt đứt cái mắt chìa này xem cái chất lượng nó như thế nào. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy, tôi chặt hẳn vào cái mắt chia, đứt luôn cái mắt chia. Đấy, đây, tôi cận cánh lại gần các bạn xem. Đấy, rất tuyệt vời, chặt rất chi là ngọt, chất đá tay, mà con dao không việc gì cả. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo tôi, Zalo tôi để những phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chỉ là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái cho đến dao chặt, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng, từ dao lọc thịt heo cho đến dao đánh lông heo. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết đến cái chất lượng cái sản phẩm của cơ sở của tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bấm một quả chuông để nhận được những video mới nhất từ cơ sở của tôi, từ kênh của tôi. Rất tuyệt vời, về cái mẫu mã dao thì rất chi là đẹp, về cái chất lượng thì còn quá tuyệt vời. Về cái cán này, cơ sở của tôi làm một hương rất chi là chắc. Còn về cái khâu này, cơ sở của tôi làm một khâu đồng. Đấy, không bao giờ biết than gì. Cái chùi bên đây, cơ sở của tôi đóng thấu sang bên này. Đấy, rất chi là chắc. Đây, tôi cận cảnh lại gần các bạn xem. Đấy, không bao giờ biết long tụt. Còn về cái chất liệu của con dao này, cơ sở tôi làm một nhíp xe ô tô, nhíp của Nga ngày xưa, tốt đến tận cùng con dao luôn. Đấy, mẫu mã dao rất chi đẹp, về chất lượng thì quá chỉ là ok, tuyệt vời, trên cái tuyệt vời luôn. Đây, đây là xương ống của lợn.
Đây, tôi lại test cái xương ống của lợn xem cái chất lượng nó như thế nào, xem nó có xuất mỉa hay là quan gieo hay không. Đấy. Quá vọt các bạn. Đây các bạn xem, khi ta chặt xương ta cứ chặt sẵn không cần phải suy nghĩ, đấy rất tuyệt vời. Đây tôi lại chặt tiếp. Đây các bạn thấy xương bài tôi chặt sẵn sầm 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 không việc cái gì hết. Đây đấy, cái mẫu má dao cực kỳ là đẹp, về cái chất lượng quá chi là ok. Tôi chặt hẳn vào cái mắt chia đấy và tôi chặt xương ống không bao giờ việc cái gì cả. Về cái cán này thì rất chi là chắc, cơ sở của tôi làm có hương rất chắc, còn về cái khâu này cơ sở của tôi làm khâu đồng. Đấy. Không bao giờ vết han gì, còn về cái chất liệu của con dao này, cơ sở của tôi làm bằng nhíp xe ô tô. Nhíp của Nga ngày xưa. Đấy, tốt đến tận cùng con dao luôn, còn về cái mẫu má dao thì cực kỳ là đẹp. Đấy. Phải gọi là siêu mẫu dao. Rất chi là đẹp. Đây, tôi cận cảnh cái cán lại gần các bạn xem. Đấy, rất chi là đẹp. Còn về con dao rất đẹp. Các bạn mua dao thì hãy gọi Zalo của tôi, Zalo tôi để như phần giới thiệu video, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Tôi sở tôi sản xuất rất chi là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái cho đến dao chặt, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng, từ dao lọc thịt heo cho đến dao đánh lông heo. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết đến cái chất lượng cái sản phẩm của cơ sở của tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo, các bạn nhớ bấm vào quả chuông để nhận được thông báo những video mới nhất từ kênh của tôi, từ cơ sở của tôi. Đấy, về mẫu mã dao rất chi là đẹp, rất chắc chắn, tốt đến tận cùng con dao luôn, rất đẹp. Các bạn mua dao hãy gọi Zalo của tôi nhé, Zalo tôi để như phần giới thiệu video. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cơ sở tôi sản xuất rất chỉ là nhiều mẫu mã dao rất đẹp, từ dao thái đến dao chặt, từ dao phục vụ nhà bếp cho đến dao đi rừng, từ dao lọc thịt heo cho đến dao đánh lông heo. Các bạn nhớ chia sẻ video cho bạn bè biết đến cái chất lượng cái sản phẩm của cơ sở tôi. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.